bánh gạo gì ngọt? Bánh gạo gì ngọt? Không có cua. Đó đâu nghe vậy gì vậy? Sợ quá à. Trời ơi. Con cua. Trời ơi. Anh Lan ngoài vũ trường tôi còn nghe nó sao lớn nè. Ngọt. Cái bánh gì ngọt đó? Bánh ngọt. Cái bánh gì bánh mà nó ngọt? Bánh ngọt. Kiếm cái bánh gì ngọt? Bánh ngọt. Bánh ngọt. Bánh ngọt. Bánh ngọt đi hả? Ba chữ. Bánh ngọt. Cao. Chân giò heo. Cái chân cái gì mà ngu? Chân. Cái chân. Cái chân. Chân. Cái chân. Ấp chân lấy cái chân gà. Giò. Cái trứng á. Sừng. Trứng cái gì? Trứng cái gì? Cái trứng. Trứng. Di dời ở đây xíu nè. Ừ. Trứng á. Con có hỏi ôi người ta đi. Trứng. Trứng con heo. Trứng heo. À trời ơi. Trứng. Ủa. Ủa heo là. Trời ơi. Trứng con heo. Trứng con heo con. Trời ơi con heo con nó cũng mốt nó lớn nó cũng đẻ ra con heo con khác. Em nói nhiều quá. Đúng rồi đó, hợp lý lắm luôn á. Thiệt thề. Nghe không được gì luôn. Thấy là không nghe được. Tôi quá khổ với cái đồng đội của tôi.